Chưa đầy 20 giây, ít nhất 7 phát súng đã nổ lên, khiến hai người bị thương nặng và một người thiệt mạng, tất cả đều là nam giới. Ông Trump may mắn thoát chết vì viên đạn chỉ bay ngang qua mép tai. Khoảng cách từ tay súng tới vị trí mà ông Trump phát biểu chỉ khoảng 120m. Điều này dấy lên nghi ngại về trách nhiệm của mật vụ Mỹ, lực lượng chuyên trách an ninh cho ông Trump. Theo tờ báo New York Times, nhiều xạ thủ thuộc lực lượng mật vụ Mỹ đã được bố trí tại các tòa nhà gần nơi ông Trump đứng. Nhiệm vụ của nhóm này là phát hiện và ngăn ngừa âm mưu sát hại ông Trump bằng hình thức bắn tỉa. Đây là quy trình tiêu chuẩn cho việc bảo vệ một yếu nhân chính trị tầm cỡ như ông Trump. Các hình ảnh hiện trường cho thấy vụ việc nhóm xạ thủ này đứng ở vị trí hoàn hảo để có thể phát hiện và xử lý bất cứ mối đe dọa nào đối với cựu tổng thống. Thậm chí, một trong các xạ thủ còn gắn một tấm thẻ trắng trên ống súng của mình. Tấm thẻ này được ghi chi chít các biểu đồ và con số, nêu rõ những tính toán cụ thể giúp xạ thủ nhanh chóng ngắm và bắn chính xác vào những vị trí tiềm ẩn, nguy cơ cao xung quanh ông Trump đứng. Điều này cho thấy lực lượng này đã tiền trạm kỹ lưỡng địa thế nơi tổ chức sự kiện. Nhưng sao đến lúc thực hành lại khác xa với lý thuyết như vậy? Một lỗ hổng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Hình ảnh hiện trường cũng cho thấy các nhân viên mật vụ được trang bị súng trường tầm xa, là loại vũ khí thường được trang bị cho các xạ thủ của quân sự tinh nhuệ. Sau vụ việc ông Trump bị ám sát hụt, lực lượng mật vụ Mỹ nhận về không ít lời chỉ trích. Cựu lãnh đạo nhánh điều tra tội phạm, Cục Điều tra Liên bang FBI, ông Chris Redker đã gọi phản ứng của mật vụ là thất bại an ninh toàn tập. Ông chia sẻ, mục tiêu của mật vụ là ngăn những hành động như thế này xảy ra và phản ứng nhanh nhất để có thể đưa yếu nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng cả hai nhiệm vụ trên đều thất bại. Tuy nhiên thì ông không muốn đưa ra đánh giá nghiêm khắc, chỉ nhấn mạnh đó là một sự thất bại về an ninh. Và đến cả những giây phút sau khi ông Trump đã bị bắn, thì mật vụ cũng đã mất quá lâu để có thể đưa ông Trump rời khỏi sân khấu. Trong những tình huống như thế này, vài giây là quá lâu. Tuy nhiên cũng phải công nhận, khoảnh khắc mà ông Trump nán lại, giơ cao nắm đấm có thể trở thành một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ được lưu giữ trong lịch sử nước Mỹ và có khi là của cả thế giới. Cảnh sát trưởng hạt Butler, ông Sullivan cũng cho biết, các sĩ quan địa phương đã nhận được cuộc gọi báo về một người khả nghi bên ngoài phạm vi địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử và đã đi tìm người này. Nhưng cuộc gọi đầu tiên không nói rõ người này có mang theo súng. Trong quá trình truy tìm thì các sĩ quan phát hiện ra tay súng trên mái nhà. Một sĩ quan đã đỡ người đồng đội của mình leo lên tường để có thể tiếp cận kẻ tình nghi. Tuy nhiên tay súng đã phát hiện và quay lại chỉ súng vào phía anh. Trong tình huống vô cùng khẩn cấp, viên sĩ quan đã buông tay khỏi tường và ẩn nấp để có thể tự vệ. Kẻ tấn công sau đó đã nổ súng về phía cựu tổng thống Donald Trump. Các viên cảnh sát địa phương không kịp làm gì. Ông Sullivan tiếp tục cho hay, các cơ quan chức năng không nhận được thông tin tình báo hay cảnh báo về mối đe dọa trước khi sự kiện diễn ra. Khoảng một tuần trước sự kiện, ông cũng đã tham gia một cuộc họp lớn giữa các cơ quan mật vụ Mỹ, cảnh sát bang, cảnh sát địa phương, đội phá bom mìn và các cơ quan thực thi pháp luật khác để có thể thảo luận về vai trò cũng như trách nhiệm của từng bên. Ngoài ra, còn có các cuộc họp khác về việc chuẩn bị an ninh. Nhưng đây là cuộc họp duy nhất mà Sullivan biết có sự tham gia của tất cả các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, sau đó, mật vụ Mỹ đổ lỗi cho cảnh sát địa phương về sai sót khi bảo vệ ông Trump. Nơi nghi phạm ẩn nấp để nhắm bắn là một mái nhà cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120m. Điều này đặt ra câu hỏi vì sao lực lượng an ninh không rà soát và cử người canh gác mái nhà trong suốt thời điểm diễn ra vận động tranh cử. Mật vụ Mỹ cho rằng tòa nhà nơi nghi phạm ẩn nấp để nổ súng nằm ngoài phạm vi và thuộc trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ cho biết, việc mật vụ Mỹ phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an ninh tại các sự kiện lớn là thông lệ. Hôm đó có 4 đội chống bắn tỉa hoạt động, 2 đội từ Sở Mật vụ và 2 đội từ cơ quan hành pháp địa phương. Phía cảnh sát địa phương lên tiếng xác nhận lực lượng này cũng đã hỗ trợ mật vụ Mỹ trong suốt sự kiện ông Trump đang diễn thuyết. Và điều này cũng là điều thường làm mỗi khi có quan chức cấp cao của chính phủ về tới. Song cho biết mật vụ Mỹ là bên nắm quyền điều hành. Tuy nhiên thì họ vẫn không đề cập tới lý do vì sao không cho người rà soát và canh gác mái nhà nơi nghi phạm ẩn nấp. Thông qua các cuộc điều tra, theo nguồn tin của CNN, một trong hai đội chống bắn tỉa của bang Pennsylvania đã được chỉ định phụ trách giám sát tòa nhà nơi nghi phạm ẩn nấp. Phía Tổng thống Joe Biden cũng yêu cầu Giám đốc Sở Mật vụ mở cuộc điều tra độc lập để xác định rõ điều gì đã thực sự xảy ra. Phía Sở Mật vụ hứa sẽ tham gia đầy đủ các cuộc điều tra cũng như hợp tác với Quốc hội để xác định được liệu có sai sót gì trong quá trình đảm bảo an ninh cho sự kiện hay không. Sau khi bắn liên tục 7 phát đạn vào vị trí của ông Trump đứng, ngay sau đó, nghi phạm đã bị các mật vụ Mỹ và cảnh sát địa phương cho hẻo và xác nằm ngay trên mái nhà.
Cục điều tra liên bang Mỹ đã xác định được danh tính của kẻ nổ súng đã ám sát ông Trump là một thanh niên chỉ mới 20 tuổi, là học sinh tốt nghiệp khóa 2022 tại trường trung học Petopac phía tây của bang Pennsylvania. Thanh niên này có tên là Thomas Cruz. Các bạn học cùng lớp với nghi phạm cũng cho hay, trong suốt thời gian trung học, Cruz là một học sinh trầm tính, đôi khi lại bị bắt nạt, chưa bao giờ bày tỏ quan điểm về chính trị. Anh ta thỉnh thoảng hay mặc trang phục rằn ri hoặc quần áo thợ săn. Bạn bè của Cruz rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, và anh ta hay gặp khó khăn trong vấn đề giao lưu ở trường. Tuy nhiên thì Cruz được sinh ra trong một gia đình khá giả ở vùng ngoại ô của Petopac và là một người khá thông minh. Thomas Cruz từng nhận giải thưởng ngôi sao trị giá $500 từ sáng kiến khoa học và toán học quốc gia Mỹ. Trong lễ tốt nghiệp của năm 2022, Thomas Cruz nhận bằng tốt nghiệp trong tiếng vỗ tay của đám đông. Trong video thì thấy anh có đeo kính, mặc lễ phục tốt nghiệp màu đen và chụp hình với lãnh đạo của trường. Trong vụ ám sát hội ông Trump, Cruz đã sử dụng súng trường kiểu AR-15 được bố của anh ta mua một cách hợp pháp và FBI đã xác nhận xem liệu anh ta có lấy trộm vũ khí của bố hay không. Lúc đầu, các cơ quan thực thi pháp luật đã gặp nhiều trở ngại trong việc nỗ lực nhận dạng ra nghi phạm vì không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân có ảnh nào trên thi thể. Anh cũng từng là trợ lý dinh dưỡng tại trung tâm điều dưỡng và phục hồi kỹ năng của Petopac. Quản lý trung tâm cho hay họ thật sự sốc khi Cruz liên quan tới vụ ám sát hụt này. Các đồng nghiệp tại trung tâm cho biết Cruz luôn hoàn thành tốt công việc và có lý lịch sạch sẽ. Hai bạn học khác của Cruz tại trường trung học Petopac cũng nói rằng họ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nào từ Cruz trước đó. Một bạn học cùng lớp lịch sử với Cruz cho biết Cruz là người thông minh và dường như có quan điểm hơi nghiêng về phía cánh hữu. Thành thật mà nói, từ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, kể cả là bố mẹ ruột của Cruz cũng không thể nào hiểu được động lực để anh có thể làm việc này. Sau khi Sam bị mất mạng, cựu tổng thống Donald Trump đã được đưa ngay đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, ông lại có mặt tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở bang Wisconsin vài giờ sau khi ông chính thức được đề cử làm ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Sau sự kiện ông Trump bị ám sát hụt, Tổng thống Joe Biden cũng tạm dừng truyền thông tranh cử. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Joe Biden cũng nói loại bạo lực này không được phép tồn tại bất kỳ đâu trên đất Mỹ. Thật bệnh hoạn, đó là một trong những lý do chúng ta cần đoàn kết đất nước này. Điều này không được phép diễn ra nữa, chúng ta không được dung túng nó. Sau vụ việc thốt chết này, ông Trump được hủy truy tố vụ giữ tài liệu bí mật. Tỷ lệ người ủng hộ ông cũng tăng cao. Chưa hết, khối tài sản của ông lại tăng thêm hơn $1 tỷ. Ông Trump quay trở lại trở thành top 500 người giàu có nhất thế giới. Vậy thì có phải ông được nhiều hơn là mất hay không? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Có phải là một thuyết âm mưu? Hãy comment phía bên dưới nha. Và cũng chân thành cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.